Hãy subscribe cho kênh Ly Thi Dung để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xong rồi. Bác ơi. Bác ơi, dạ em con bác ơi, cháu lên xong rồi. Ừ. Cơm cháu. Bác gấp rồi nhé. Vâng, mình nhìn nhé. Cảm ơn cháu nhé. Nói chưa ạ? Nói rồi. Cảm ơn cháu lắm ạ. Vâng, cái phê để cháu rồi. Ừ, vâng. Bác về nhà đây. Vâng, thế bác về cẩn thận nhé. Vâng.
bớt quá, bớt lại thêm một tí thôi. Cháu có gì sao không? Dạ, cháu không sao đâu.